Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món tàu phớ hay còn gọi là tàu hũ nước đường, công thức kinh doanh. Món ăn vặt với giá vốn thấp, giá cốt thấp và bán rất là chạy trong dịp hè. Món này thì các bạn có thể ăn nóng hay là ăn lạnh đều ngon. Các bạn có thể mix với các loại topping khác nhau để tạo nên menu phong phú hơn cho món tàu phớ. Với cách làm này thì tàu phớ trắng mịn, mềm béo. Mình làm ra được thành phẩm 8 đến 10 tô tàu phớ mix đầy đủ như thế này. Nếu thấy video hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ video, đồng thời đăng ký kênh để tiện cho việc theo dõi những video mới nhất của mình. Nguyên liệu mình chuẩn bị. Đầu tiên thì mình sẽ nấu thạch xương sáo. Các bạn có thể nấu các loại thạch rau câu khác tùy theo sở thích. Mình sử dụng một gói bột xương sáo đen có khối lượng 50g. Mình cho vào nồi 1,5 lít nước. Trong gói thạch xương sáo sẽ có một gói bột thạch và một ống hương chuối như thế này. Mình sẽ cho gói bột thạch vào cùng với nước và mình khuấy đều cho bột tan ra. Mình ngâm 15 phút để cho bột nở. Sau 15 phút thì mình sẽ cho lên bếp và đun ở lửa vừa. Vừa đun mình sẽ vừa khuấy đều để cho phần bột xương sáo nó không bị cháy ở dưới đáy nồi. Phần nước dần nóng lên, bột thạch nở ra và đặc lại như thế này thì mình sẽ cho vào cùng 150g đường. Mình khuấy đều cho đường tan ra. Khi nồi thạch đã sôi thì mình sẽ để lửa nhỏ và đun thêm khoảng 3 đến 5 phút nữa để cho bột thạch chín hoàn toàn. Các bạn nhớ hớt bỏ bọt nhé. Lưu ý là trong quá trình nấu các bạn phải khuấy đều liên tục để cho phần thạch không bị cháy dưới đáy nồi. Sau khi đun thêm 5 phút thì mình sẽ tắt bếp. Mình cho hương chuối vào và khuấy đều. Mình sẽ rót phần nước thạch xương sáo này vào trong khay. Mình để nguội và cất ngăn mát tủ lạnh để cho thạch đông lại. Tiếp theo thì mình sẽ làm tàu phớ hay còn gọi là tàu hũ. Mình sử dụng 200g đậu tương hay còn gọi là đậu nành. Đậu sẽ quyết định độ ngon, béo, thơm của tàu phớ nên khâu lựa chọn đậu cũng rất là quan trọng. Mình cho đậu vào trong tô, cho vào cùng 1 lít nước. Và mình ngâm khoảng 6 đến 8 tiếng cho đậu nở ra. Nếu trời nắng nóng các bạn ngâm lâu thì các bạn nên thay nước 1-2 lần để đậu không bị chua nhé. Đây là phần đậu sau khi mình ngâm được 8 tiếng, đậu đã nở căng như thế này. Mình sẽ mang đi rửa sạch. Và mình cho phần đậu này vào trong máy xay. Với 200g đậu này thì mình sẽ sử dụng 1,6 đến 1,8 lít nước. Các bạn cứ làm theo tỷ lệ 1kg đậu thì xay với 8 đến 9 lít nước. Mình chia đậu ra làm 2 phần để xay 2 lần. Mình cho một nửa đậu vào trong máy xay. Cho vào cùng 700ml nước và mình xay nhỏ ra. Mình sẽ sử dụng túi lọc hoặc là khăn xô để lọc nước đậu. Phần bã đậu sau khi xay này thì mình sẽ cho vào cùng 200ml nước nữa. Và mình bóp đều để mình thu được tối đa phần nước đậu. Tương tự phần đậu còn lại thì mình cũng sẽ làm như vậy.
và đây là phần nước đậu mà mình thu được. Mình sẽ lọc lại 1 đến 2 lần nữa để cho phần nước đậu thật mịn. Mình thu được khoảng 1,6 lít nước đậu, phần nước đậu sánh mịn như thế này. Mình sẽ cho vào cùng 2 đến 3 chiếc lá dứa hay còn gọi là lá nếp. Và mình cho lên bếp đun ở lửa vừa. Vừa đun mình sẽ vừa khuấy đều để cho nước đậu không bị cháy ở dưới đáy nồi. Nếu các bạn muốn phớ đặc hơn thì các bạn có thể cho thêm vào 20g bột gạo, khuấy đều cùng với nước đậu trước khi cho lên bếp đun nhé. Khi nồi nước đậu sôi lăn tăn, có nhiều khói bốc lên thì mình sẽ để lửa nhỏ và đun thêm khoảng 5 đến 7 phút cho nước đậu chín hoàn toàn. Mình sẽ không đun sôi bùng đâu nhé các bạn. Nồi nước đậu chín thơm và sánh như thế này là được. Mình sẽ tắt bếp. Mình đậy nắp lại để giữ nóng phần nước đậu. Để làm đông tàu phớ thì mình sẽ sử dụng đường nho của Pháp. Sẽ có đường nho của Ý và đường nho của Pháp, nhưng mà cá nhân mình thấy sử dụng đường nho của Pháp thì nó sẽ ngon hơn. Mình sử dụng theo tỷ lệ 1 lít nước đậu và 2g đường nho. Hôm nay mình có 1,6 lít nước đậu thì mình sẽ sử dụng 3g đường nho nhé. Mình sẽ cho đường nho vào trong tô. 3g đường nho thì tương đương với 1,5 thìa cà phê nhỏ như thế này. Mình cho vào cùng một muỗng canh nước đun sôi để nguội và mình lắc đều cho đường nho tan ra. Khi đường nho tan hết thì mình nhanh chóng rót phần nước đậu vừa nấu vào cùng. Các bạn lưu ý là rót dứt khoát vào giữa tô nhé. Sau đó mình hớt bỏ bọt. Phủ một lớp khăn lên trên, đậy nắp và mình để yên trong khoảng 30 phút là tàu phớ đông lại rồi. Muốn cho tàu phớ chắc hơn thì các bạn để khoảng 1 tiếng nhé. Tiếp theo thì mình sẽ luộc trân châu. Mình sử dụng 200g trân châu. Các bạn có thể sử dụng trân châu trắng, trân châu đen, trân châu nhân dừa, trân châu lá dứa tùy theo sở thích của các bạn. Hôm nay mình sẽ sử dụng trân châu nhân dừa. Mình cho vào nồi 1 lít nước và cho lên bếp đun sôi. Khi nước sôi thì mình cho trân châu vào luộc. Mình sẽ luộc trong khoảng chừng 15 đến 20 phút. Nếu mà trân châu mua sẵn hoặc là trân châu các bạn cất trong ngăn đá tủ lạnh thì các bạn luộc khoảng 30 phút nhé. Đối với trân châu nhân dừa thì khi luộc mình sẽ không đậy nắp. Sau 15 đến 20 phút thì mình tắt bếp, đậy nắp lại và mình ủ thêm khoảng 15 đến 20 phút nữa. Đây là trân châu sau khi ủ được 15 đến 20 phút. Trân châu đã chín trong, có thể nhìn thấy phần nhân ở bên trong như thế này. Mình sẽ vớt trân châu ra. Mình cho vào nồi 100g đường, 50ml nước, cho trân châu vào cùng. Và mình cho lên bếp đun sôi. Khi nồi trân châu đã sôi lên, đường tan hết ra như thế này là được. Mình tắt bếp và giữ ấm để cho trân châu được mềm. Tiếp theo thì mình sẽ nấu nước đường gừng. Mình sử dụng 15 đến 20g gừng tươi, gọt vỏ, rửa sạch và mình thái lát mỏng ra. Mình cho vào nồi 200g đường thốt nốt hoặc là đường vàng và mình cho vào cùng 300ml nước, 1 đến 2 chiếc lá dứa. Và mình cho lên bếp đun sôi. Cho phần gừng thái lát vào cùng luôn. Khi phần nước đường sôi, đường tan hết như thế này thì mình sẽ tắt bếp.
mình đã có được phần nước đường gừng có màu rất là đẹp và rất là thơm như thế này. Mình sẽ để cho phần nước đường này nguội. Phần thạch xương sáo lúc này cũng đã đông lại rồi. Mình sẽ thái ra thành các miếng nhỏ. Mình dùng con dao hình răng cưa như thế này để thái thạch cho đẹp. Và đây là phần thạch xương sáo đen mà mình thu được. Tàu phớ lúc này cũng đã đông lại rồi. Các bạn sử dụng lon nước ngọt hoặc là lon bia cắt thành hình như thế này để múc tàu phớ. Giờ mình sẽ cho tàu phớ ra tô vào cùng thưởng thức nhé. Các bạn múc phớ dày hay mỏng là tùy theo sở thích. Mình thường hay múc miếng phớ dày một chút để khi ăn không bị nát. Các bạn nhìn này, phần phớ trắng và rất là mịn. Tùy theo giá bán mà các bạn có thể mix phớ với các loại topping sao cho phù hợp. Hôm nay mình chia sẻ 3 cách mix phớ để các bạn có thể tham khảo. Cách đầu tiên thì với các bạn bán giá rẻ bình dân khoảng 5 đến 7 ngàn một tô. Mình cho vào cùng phớ trân châu nhân dừa, chan thêm nước đường gừng, thêm chút dừa tươi bào sợi, chút dừa sấy khô. Vậy là mình đã có một tô tàu phớ nước đường, hay còn gọi là tàu hũ nước đường, đơn giản nhưng rất là thơm ngon như thế này. Nếu thích ăn lạnh thì các bạn có thể cho thêm chút đá bào nhé. Tô này có giá cốt khoảng 2 đến 2,5 ngàn, các bạn có thể bán với giá dao động 5 đến 7 ngàn. Cách thứ hai thì mình cũng lấy phớ vào tô. Mình cho vào cùng thạch xương sáo đen, trân châu nhân dừa, chan thêm nước đường gừng. Rắc chút dừa tươi bào sợi, dừa sấy khô lên trên. Tô phớ này có giá cốt khoảng 4,5 ngàn, các bạn có thể bán với giá 10 ngàn đồng. Cách thứ 3 thì mình cũng mix phớ với thạch xương sáo đen, trân châu nhân dừa. Mình chuẩn bị thêm một hũ bánh flan caramel, chan thêm nước đường gừng, rắc chút dừa tươi bào sợi, dừa sấy lên trên. Vậy là mình đã có một tô tàu phớ caramel vô cùng hấp dẫn. Tô này thì có giá cốt khoảng 6 đến 6,5 ngàn, các bạn có thể bán với giá 15 ngàn đồng. Và đây là 3 tô phớ mà mình vừa hoàn thành. Giờ mình sẽ ăn thử nhé. Tàu phớ thì mềm mịn, sậy mùi thơm của đậu nành. Trân châu nhân dừa thì mềm, dẻo, giòn sần sật. Kết hợp với nước đường gừng, thơm, cay nhẹ, rất là ngon. Thạch xương sáo đen thì mềm, thơm, đặc biệt ăn cùng với bánh flan béo ngậy, rất là hợp với món tàu phớ này. Nếu thích ăn lạnh thì các bạn có thể cho thêm chút đá bào và muốn béo hơn thì các bạn có thể cho thêm nước cốt dừa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.